Mới đây, Trung tâm Thận Lọc Máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận điều trị cho một người bệnh bị phù nề toàn thân sau khi uống thuốc nam không rõ nguồn gốc. Người bệnh P, 30 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang, vào viện trong tình trạng phù toàn thân, mệt mỏi, ăn uống kém, tiểu ít. Được biết, người bệnh đã phát hiện mắc hội chứng thận hư từ cuối năm 2023 và được chỉ định dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm 2024, người bệnh tự bỏ thuốc và mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về uống. Đến khi cơ thể có những dấu hiệu bất ổn, người bệnh mới quay lại bệnh viện thăm khám. Tại Trung tâm Thận Lọc Máu, người bệnh P đã được chỉ định làm các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy tình trạng bệnh đã nặng lên nhiều, các chỉ số xét nghiệm, protein toàn phần giảm nhiều 48 g trên lít, albumin giảm nhiều 15,6 g trên lít, protein niệu tăng cao lớn hơn 10 g trên lít, định lượng protein niệu 24 giờ là 54,8 g trên 24 giờ. Bên cạnh đó, người bệnh còn có tình trạng tràn dịch đa màng, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, mức độ nhiều. Xét nghiệm về sinh hóa máu và sinh hóa nước tiểu thì các chỉ số xấu đi rất là nhiều và bắt buộc là phải điều trị tấn công corticoid lại từ đầu. Và cái việc mà khi người bệnh bỏ thuốc và tự ý dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc thì ảnh hưởng rất là xấu đến cái tiên lượng điều trị. Cái điều trị nó sẽ đáp ứng rất là kém so với những cái bệnh nhân mà họ tuân thủ điều trị. Qua đây thì chúng tôi xin khuyến cáo tới người dân là không nên sử dụng các cái loại thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc để điều trị các cái bệnh lý về thận, đặc biệt là hội chứng thận hư. Nên tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa.